Hyundai Elantra N 2023 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Từ hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc xe màu xanh đẹp mắt mới bị bắt gặp xuất hiện trong trạm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội đã khiến giới mê xe quan tâm đặc biệt. Dù xe đã được che đi logo, nhưng không quá khó để nhận ra đây là xe đua đường phố Hyundai Elantra N 2023, đối thủ của Honda Civic Type R 2023 và Subaru WRX 2022. Tại triển lãm ô tô Việt Nam 2022 diễn ra vào tháng trước, giới mê xe đã có dịp ngắm cùng lúc hai mẫu xe được mệnh danh xe đua đường phố là Honda Civic Tiger 2023 và Subaru WRX 2022 với giá bán không hề rẻ và tất nhiên không dành cho số đông người dùng. Đến nay, lại có thêm một chiến mã khác lộ ảnh đã có mặt tại Việt Nam, không chỉ thế, xe còn đang làm các thủ tục đăng kiểm khí thải, nên nhiều khả năng sẽ được phân phối trong thời gian tới. Cái tên chúng tôi muốn nói đến chính là xe Hyundai Elantra thế hệ thứ 7 nhưng không phải thêm gói n mà thuộc hẳn bản N với ngoại hình, nội thất và động cơ vượt xa bốn phiên bản xe Hyundai Elantra 2022 đang bán chính hãng tại Việt Nam. Hình ảnh chụp lại cho thấy, chiếc xe màu xanh đẹp mắt mới bị bắt gặp xuất hiện trong trạm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội đã khiến giới mê xe quan tâm đặc biệt, dù xe đã được che đi logo. Nhưng không quá khó để nhận ra đây là xe đua đường phố Hyundai Elantra N2023 đối thủ của những Honda Civic Tiger 2023 và Subaru WRX 2022. So với Hyundai Elantra n -Li 2022 đang bán chính hãng, tại Việt Nam với giá từ 800 triệu đồng, chiếc xe Hyundai Elantra N2023 này có phần đuôi xe khác biệt hoàn toàn, với cánh gió đuôi cỡ lớn gắn cố định, trên cao, đủ mang đến tính thẩm mỹ cho xe. Tiếp đến là xe có bộ khoách tán gió thể thao màu đen và quan trọng nhất, hai ống xả của xe là dạng tròn cỡ lớn, mỗi bên một khẩu pháo đủ mang đến âm thanh đã tai, cho khối động cơ mạnh mẽ nhất nhà Hyundai Elantra 2023. Đó là những thay đổi ở phần đuôi xe. Còn ở mặt tiền, Hyundai Elantra N2023 gây ấn tượng mạnh với bản hiệu suất cao khi có mặt ca lăng, và hốc gió trước giữ dằn hơn, xe cũng có dàn nhựa để chia cách lưới tản nhiệt, và ba hốc gió của Hyundai Elantra N2023. Tiếp đến xe có thêm một cánh lướt gió trước và bên hông cùng la răng 19 in mới điều làm nên sự hấp dẫn cho xe Hyundai Elantra N2023 mới lộ ảnh xuất hiện tại Việt Nam chính là dưới nắp capo, nơi chứa khối động cơ 4 xi lanh quen, dung tích 2.0 lít, tăng áp quen thuộc của Hyundai nhưng đã được thương hiệu con N tinh chỉnh, lại nhằm giúp xe sản sinh công suất tối đa 276 mã lực, tăng 74 mã lực và mô men xoắn cực đại 392 Nm. Tương tự như i20N, i30N và Veloster N cũng do thương hiệu con N phát triển dòng xe Hyundai Elantra N2023 có cả số sàn và tự động. Nếu khách hàng thích tiện lợi có thể chọn hộp số ly hợp kép 8 cấp, và hướng ngược lại là số sàn 6 cấp. Chưa hết, tính năng Overboot and Green Ship còn giúp xe tăng công suất lên 286 mã lực trong khoảng thời gian ngắn. Những trang bị ấn tượng này giúp Hyundai Elantra N2023 chỉ mất thời gian 5,3 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km h Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.